tiếp cận người lái đỏ sông Đà bằng lời đề từ. 1. Lời đề từ có thể do tác giả sáng tạo ra, cũng có thể tác giả vay mượn từ câu nói, lời thơ của một tác giả khác. Chẳng hạn, trong thi phẩm nổi tiếng Tràng Giang, Huy Cận có lời đề từ bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài, hay câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu để quét sạch nó đi, được nhà văn Nguyễn Minh Châu làm lời đề từ cho tác phẩm Dấu Chân Người Lính. Trong bài thơ Ngày Gặp Gỡ, Hồ Dính đã mượn hai câu thơ của Tú Xương làm lời đề từ: vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình cứ tưởng tiếng ai gọi đò. Đề từ cho tập Nhật Ký Trong Tù là bài thơ in ở bìa sách: thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chức năng cơ bản của lời đề từ là bổ sung và làm rõ tác phẩm, để dẫn và dự báo nội dung tư tưởng tác phẩm, chứa đựng cái hồn, cái thần thái của tác phẩm văn học. Đối với chủ thể sáng tạo, lời đề từ không phải là những khơi nguồn cảm hứng, mà còn thể hiện cảm xúc, phong cách nghệ thuật và truyền tải ý đồ đến độc giả. Với người đọc, đề từ là điểm nhấn, tín hiệu nghệ thuật mang ý nghĩa định hướng trong quá trình tiếp cận thế giới nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ. Đề từ không phải là thứ trang sức, tô điểm cho tác phẩm văn học, mà nó có vai trò như chìa khóa để người đọc mở cánh cửa thâm nhập vào thế giới nghệ thuật tác phẩm. Có thể nói, tiếp cận lời đề từ, độc giả có thể phần nào nhận thấy được những gợi ý về tháp ngà nghệ thuật mà nhà văn xây dựng. Vì vậy, bỏ sót hoặc khai sơ sài lời đề từ, chúng ta sẽ làm rơi rụng không ít vẻ đẹp của một công trình nghệ thuật. 2. Nguyễn Tuân là nhà văn có phong cách độc đáo bậc nhất, là tác giả lớn của văn học Việt Nam hiện đại, với những thành tựu xuất sắc cả ở hai giai đoạn trước và sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Cả cuộc đời của Nguyễn Tuân là một cuộc hành trình bền bỉ, không mệt mỏi, kiếm tìm và khám phá cái đẹp. Trước cách mạng, Nguyễn Tuân kiếm tìm những cái đẹp của quá khứ mà với hiện tại chỉ còn vang bóng. Sau cách mạng, ông kiếm tìm, khám phá cái đẹp trong hiện thực của cuộc sống đương thời. Người lái đỏ sông Đà là tùy bút xuất sắc của Nguyễn Tuân, được in trong tập Sông Đà năm 1960. Sông Đà là thành quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng của Nguyễn Tuân lên Tây Bắc những năm 1958 đến năm 1960. Chuyến đi một mặt nhằm thỏa mãn khao khát xê dịch để thay đổi thực đơn cảm giác của Nguyễn Tuân, nhưng mặt khác, nó là hành trình Nguyễn Tuân tìm kiếm chất vàng trong vẻ đẹp thơ mộng, hùng vĩ của thiên nhiên Tây Bắc và phát hiện thứ vàng mười đã qua thử lửa của con người Tây Bắc. Nguyễn Tuân đã lấy câu của nhà thơ cách mạng Ba Lan Bronewski: đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông, và hai câu thơ của tiền nhân về sông Đà để làm đề từ cho tùy bút Người Lái Đỏ Sông Đà: chúng thủy giai đông tẩu, đà giang độc bắc lưu, mọi dòng sông đều chảy về hướng đông, chỉ có sông Đà chảy theo hướng bắc. Trở lại với lời đề từ đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông, Nguyễn Tuân mượn câu thơ của nhà thơ Ba Lan mang cấu trúc của một câu cảm thán nhằm bộc lộ niềm cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Tiếng hát trên dòng sông phải chăng là tiếng của những người chèo đò, vượt thác, kéo thuyền? Tiếng hát cất lên từ những tâm hồn con người Tây Bắc, thiết tha với thiên nhiên, đất nước, lạc quan và yêu đời.
Người lái đò sông Đà là một trong hai hình tượng trung tâm của Thiên Tủy Bút. Hành trình sáng tạo của Nguyễn Tuân là hành trình tìm kiếm và khám phá cái đẹp. Nhưng trước cách mạng, Nguyễn Tuân quan niệm xã hội thuộc địa, xã hội hiện tại là xã hội cơ khí, giết chết cái đẹp. Cho nên, cái đẹp không tồn tại trong thực tại. Và ông tìm về với cái đẹp của quá khứ vang bóng. Thế giới nhân vật của Nguyễn Tuân trước cách mạng là những con người đặc tuyển, xuất chúng với vẻ đẹp tài hoa, nghệ sĩ nhưng bơ vơ, lạc lõng. Sau cách mạng, cái đẹp của con người, cuộc sống là cái đẹp của hiện tại, của hiện thực lao động và chiến đấu, xây dựng cuộc sống mới. Vẻ đẹp của con người không phải từ những kẻ sinh lầm thế kỷ, lạc lõng, bơ vơ, mà là những con người lao động bình dị, mà điển hình là người lái đò sông Đà. Trong Thiên Tủy Bút, Nguyễn Tuân dồn nhiều tâm huyết xây dựng nên hình tượng người lái đò, người lao động đầy chí dũng và cũng là người nghệ sĩ trong nghệ thuật vượt thác, leo ghềnh. Sự hung bạo, dữ dằn, hiểm ác của sông Đà càng làm nổi bật vẻ đẹp tài hoa, chí dũng của người lái đò. Mỗi lần trèo đò là một cuộc vượt thác đầy ngoạn mục. Từng ngang dọc nhiều năm trên sông Đà, người lái đò dày dặn kinh nghiệm, nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Bởi vậy, bước vào cuộc thủy chiến, người lái đò như một dũng tướng tài ba, điều khiển, thuần phục con ngựa bất kham của thác nước Đà Giang với thái độ trầm tĩnh. Giữa lúc tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước, của đá thác, người ta vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo của người cầm lái trên cái thuyền sáu bơi trèo. Khi sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất, cả cái luồng nước vô sở bất trí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò. Ông đò cố nén vết thương, đau đớn, ngoan cường, chịu đựng. Hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuống lái để vượt qua vòng vây của đá và thay đổi linh hoạt chiến thuật để giành thắng lợi cuối cùng. Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. 4-5 bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra, định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa từ. Ông đò vẫn níu mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà giả bơi trèo lên, đứa thì ông đè sấn mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Những động tác linh hoạt uyển chuyển ấy của người lái đò là những biến pháp điêu luyện của một tay lái. Sự chiến thắng thác nước sông Đà của người lái đò là bởi con người ấy hội tụ tất cả những vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng, thể lực và bản lĩnh phi phàm. Sau những phút giây căng thẳng đối diện với trùng vi thạch trận hiểm ác, dữ dằn, người lái đò không nói một lời đến cuộc chiến vừa trải qua, mà chỉ nói về cá anh vũ, cá rầm xanh, về những cái hầm cá, hang cá mùa khô nổi những tiếng to như mìn bộc phá, rồi túa ra đầy tràn ruộng. Chi tiết ấy như càng tôn thêm vẻ đẹp bình dị của những người lao động trong cuộc sống đời thường. Người lái đò chấp nhận cuộc chiến với thác sông Đà hiểm ác bằng thái độ an nhiên, tự tại. Tiếng hát trên dòng sông là tiếng ca của những người lái đò trên sông nước Đà Giang, người anh hùng lao động sông nước, nghệ sĩ ba lê giữa muôn trùng thác đá. Cuộc đời của người lái đò vô danh nơi ngọn thác khuất nẻo hoang vu là thiên anh hùng ca, là pho nghệ thuật tuyệt vời. Sáng tạo nên nhân vật trung tâm của bản tráng ca ấy, Nguyễn Tuân đã cất lên tiếng hát say mê, phấn khích,
và đầy ngưỡng mộ, thể hiện một quan niệm mới của Nguyễn Tuân về con người. Con người bất kể nơi đâu, bất kể địa vị và nghề nghiệp, luôn sống trọn với bản tính tự nhiên của mình, đều đáng được ngưỡng mộ và tôn vinh. 3. Trong Tùy Bút, Người Lái Đò Sông Đà, Nguyễn Tuân còn mượn hai câu thơ của Nguyễn Quang Bích để nói về sông Đà. Chúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc bắc lưu. Từ một đặc điểm khác thường của dòng sông, mọi dòng sông đều chảy về hướng đông, chỉ có sông Đà một mình chảy theo hướng bắc. Nguyễn Tuân muốn dẫn dắt người đọc cùng ông khám phá những nét tính cách độc đáo, riêng biệt nhưng tương quan đối cực của một hiện tượng địa lý của miền Tây Bắc Tổ quốc. Dòng sông như một sinh thể đa dạng, phức tạp, độc đáo về tính cách. Nguyễn Tuân đã sáng tạo ra một con sông Đà, không phải là thiên nhiên vô tri, vô giác, mà là một sinh thể có cuộc sống riêng, có đặc điểm riêng, không thể trộn lẫn với hai nét tính cách cơ bản đối lập nhau, hung bạo và trữ tình. Vốn ưa những gì tuyệt mỹ, độc đáo, dưới ngòi bút Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên chân thực với những cảnh tượng hùng vĩ, dữ dội, khiến cho độc giả cũng phải sởn gáy. Hình ảnh đầu tiên gợi lên sự hùng vĩ của sông Đà là cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Và vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Độ hẹp của lòng sông Đà bị vách đá bờ sông chèn tới nghẹt thở. Nó khiến cho những ai ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh, cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào, trên cái tầng nhà thứ mấy nào, vừa tắt phụt đèn điện. Nói đến sự hung bạo của sông Đà, không thể không nhắc đến những hút nước quãng tả bừng vát phía dưới Sơn La. Nguyễn Tuân đưa ra hàng loạt những so sánh sống động, đặc sắc để đưa đến cho độc giả ấn tượng chân thực, sâu đậm về sức mạnh khủng khiếp của hút nước sông Đà. Có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. Những cái giếng nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Nguyễn Tuân đặc tả sự hung bạo của sông Đà qua những đoạn tả thác nước. Âm thanh tiếng thác như lời oán trách, van xin, khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo, khi thì giống lên. Thác nước gào lên man dại, uy hiếp, đe dọa, hung hãn, sẵn sàng bóp nát người lái đò liều lĩnh. Trận đồ do thạch trận sông Đà được Nguyễn Tuân vẽ nên bằng ngòi bút để góc cạnh. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà hưu quạnh này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả dậy vồ lấy thuyền. Dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, sông Đà hùng vĩ, hoang dại như một loài thủy quái khổng lồ với nét tính cách hung hãn, xảo quyệt, mưu mô, nham hiểm, là chất vàng mười của thiên nhiên, là đối thủ ghê gớm của con người. Nhưng bên cạnh sự hung bạo, sông Đà còn là con sông trữ tình của miền Tây Bắc. Nguyễn Tuân quan sát, cảm nhận vẻ đẹp trữ tình từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi cái nhìn toàn cảnh từ tầm cao để phát hiện sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo. Cái trữ tình của sông Đà còn ở màu nước đầy biến hóa dưới con mắt hội họa sành sỏi của Nguyễn Tuân. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà
khung xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ, như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Sông Đà trữ tình nhất ở Quảng Trung Lưu, với vẻ đẹp tĩnh lặng, yên ả, thanh bình, hoang sơ, cổ kính. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Và Nguyễn Tuân cảm nhận sông Đà từ một điểm nhìn đặc biệt, nhìn sông Đà như một cố nhân để khám phá chất thơ trong từng cảnh sắc thiên nhiên. Nguyễn Tuân đã rất công phu, dồn nhiều tâm huyết để miêu tả, khắc họa vẻ đẹp, đặc tính của một hiện tượng thiên nhiên độc đáo miền Tây Bắc Tổ quốc. Kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa. Với hình tượng sông Đà, Nguyễn Tuân trở thành họa sĩ của những vẻ đẹp tinh khôi, tuyệt đỉnh của tạo hóa. 4. Nguyễn Tuân từng quan niệm: đã là nhà văn, mỗi người phải có cái vision riêng. Mất cái riêng đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ thiên chức nghệ sĩ của mình. Từ đặc điểm riêng của sông Đà, chúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc bắc lưu, Nguyễn Tuân đã tái hiện hình tượng sông Đà như một sinh thể đa dạng, phức tạp, độc đáo về tính cách. Nhưng lời đề từ của thiên tùy bút đặc sắc này còn hé lộ khát vọng mãnh liệt của Nguyễn Tuân trên hành trình khám phá hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Đó là thể hiện một dòng sông chữ, nghĩa là muốn thể hiện một phong cách nghệ thuật độc đáo để khẳng định cái tôi tài hoa, uyên bác, riêng biệt, không lặp lại như những dòng chảy ngược hướng sông Đà, khác với tất cả các dòng sông khác. Vẻ đẹp hùng vĩ và trữ tình, thơ mộng của Đà Giang đã được Nguyễn Tuân thể hiện chân thật, tỉ mỉ và khách quan. Tài hoa, uyên bác của cái tôi nghệ sĩ đã biến Đà Giang thành một dòng sông chữ. Tính cách hung bạo của dòng sông không chỉ thể hiện khách quan qua cách kể, tả, thống kê, mà còn có thể được trải nghiệm bằng những cảm giác cụ thể và ấn tượng, như liên tưởng, so sánh, truyền đến người đọc cảm giác chân thực. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Tính cách hung bạo của Đà Giang qua chữ nghĩa của Nguyễn Tuân nổi hẳn lên thành hình khối, đường nét và gào thét lên trong muôn vạn âm thanh, truyền tải cảm giác thật mạnh, thật dữ dội. Một cái hút nước mà nhà văn so sánh, kể, tả, liên tưởng để truyền đến cái cảm giác rùng rợn của sức mạnh thiên nhiên. Sử dụng kỹ thuật điện ảnh qua trí tưởng tượng phóng túng, hiệu quả. Không chỉ sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo nhiều loại hình ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như điện ảnh, hội họa, điêu khắc, mà Nguyễn Tuân còn vận dụng kiến thức của nhiều ngành khoa học để làm giàu cho các trang văn, tri thức quân sự, võ thuật, xây dựng, vốn xa lạ với văn chương, cũng phát huy vô cùng hiệu quả. Những trang văn người lái đỏ sông Đà hội tụ, thăng hoa trong phong cách tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân. Đó là những trang hoa, tờ hoa, kết tình biết bao cái đẹp. Cái đẹp của thơ ca, cái đẹp của hội họa, cái đẹp của những tác phẩm điêu khắc. Nhân tố cốt lõi làm nên phong cách độc đáo Nguyễn Tuân là nhìn nhận, khám phá các sự vật, hiện tượng của hiện thực cuộc sống ở phương diện văn hóa, thẩm mỹ, sử dụng các phương thức, phương tiện nghệ thuật để làm nổi bật, truyền tải đến người đọc những cái nhìn độc đáo. Đề bài: trong tùy bút Người lái đỏ sông Đà, Nguyễn Tuân đã miêu tả về dòng sông.
Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông, dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng ở bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai, con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Lại như quãng mặt gành hát lóng, dài hàng cây số. Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió, gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt, tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Cảm nhận của anh chị về hình ảnh sông Đà trong đoạn văn trên. Bài viết: qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông, dạt dào như lòng mẹ, chở che con qua trước bể mưa nguồn. Vâng, chẳng biết từ khi nào, những dòng sông đã trở thành sợi thương, sợi nhớ, nhân lên tình yêu trong trái tim những người nghệ sĩ. Để rồi, tình yêu ấy gợi nhạc cho những câu hát, là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng những vần thơ, là làn gió ấm thổi vào từng áng văn. Dẫu đó có là một dòng sông mênh mông, hoang vắng, mang nỗi buồn man mác, thấm đẫm nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương như trong Tràng Giang của Huy Cận, hay một khung cảnh điều hưu, cách biệt của thiên nhiên sông nước Kinh Bắc trong Bên kia sông Luống của Hoàng Cầm, hoặc cũng có thể là một sông Hương với vẻ đẹp của người con gái Huế mộng mơ trong Bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tất cả đều đọng lại trong tâm hồn độc giả những cảm xúc khó quên. Và Nguyễn Tuân, người nghệ sĩ chân chính, suốt đời đi tìm cái đẹp, nghiêm túc và khó tính khi viết về cái đẹp, cũng bị đắm say và ngây ngất trước vẻ đẹp của dòng Đà Giang trong Người lái đò sông Đà. Ông viết về dòng sông, nhưng là dòng sông có linh hồn và tính cách. Đó cũng là nguyên do mà nó hung bạo chẳng kém gì con người lúc đương đầu với sóng gió. Đặc biệt là đoạn đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở và đoạn mặt gành hát lóng dữ dội. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh từng nhận xét về Nguyễn Tuân với ngôn từ rất hoa mỹ: khi thì trang nghiêm, cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèn, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi, như là ném ra trong một cơn say chánh choáng, khinh bạc, nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa. Nhắc đến Nguyễn Tuân là nhắc đến một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp, luôn theo đuổi phương châm nghệ thuật vị nghệ thuật. Một con người dành cả cuộc đời của mình để sáng tạo ra những tác phẩm mang tính duy mỹ và hoàn thiện. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở phong cách nghệ thuật đỉnh cao của Nguyễn Tuân. Ông là một cây bút có sức viết dồi dào. Cả trước và sau cách mạng tháng 8, ông đều để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc, bởi nó mang phong cách uyên bác, tài hoa, độc đáo và một giọng văn rất riêng. Ông ưa một lối viết liên tưởng mang tính chất tạo hình. Ông viết không chỉ bằng ngòi bút của một nhà văn, mà dường như còn viết bằng nhãn quan, bằng ngòi bút của một họa sĩ, của một nhà điêu khắc. Nền văn của ông rất giàu màu sắc, rất giàu hình khối và giàu chất điện ảnh. Chất điện ảnh, chất điêu khắc, chất hội họa đã làm cho sự hoa mỹ trong lời văn của Nguyễn Tuân rất rõ nét và đa dạng. Nói về phong cách sống, phong cách viết của ông, nhà văn Lão Thành Kim Lân đã bình phẩm: người chưa biết ông Tuân có thể cho ông là người cầu kỳ, kỹ tính trong giao tiếp ứng xử, cả khi ăn, khi mặc. Ông là người nghệ sĩ
nên ăn mặc tưởng tuềnh toàng, nhưng người ta vẫn thấy đẹp. Càng biết ông, người ta càng quý trọng tính thẳng thắn, chân tình và một phong cách sống đẹp của Nguyễn Tuân. Nam Cao nói về văn chương: văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có. Đúng như vậy, bản chất của văn học nghệ thuật là sự sáng tạo miệt mài, không ngừng nghỉ. Nghệ thuật sẽ chết nếu như không có nét riêng, nét độc đáo. Cho nên, Nguyễn Tuân rất sợ mình của ngày hôm nay giống với mình của ngày hôm qua, sợ sự trùng lặp tầm thường. Chính vì thế, ông đã lấy chủ nghĩa xê dịch làm đề tài cho tác phẩm, làm mục đích cho cuộc đời mình. Sống là để đi, để tìm hiểu những điều mới lạ. Trước cách mạng, một mình với chiếc vali, Nguyễn Tuân đã bôn ba trên nhiều miền quê, nhưng với tâm trạng của kẻ thiếu quê hương, bất mãn với cuộc đời. Đó cũng là tâm trạng chung của thời đại. Sau cách mạng, ông cũng xuôi ngược nhiều nơi, nhưng với tinh thần của người yêu quê hương xứ sở, muốn góp phần vào công cuộc xây dựng Tổ quốc. Chính nhà văn đã từng nói: đến Tây Bắc là để đi tìm cái thứ vàng mười của màu sắc sông núi Tây Bắc, và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa, tươi vui và bền vững. Với tình yêu quê hương sâu nặng và bầu nhiệt huyết sôi nổi ấy, Nguyễn Tuân đã sử dụng uyển chuyển, tinh vi vốn ngôn ngữ phong phú của mình để viết nên những tờ hoa thơm thảo về con người và thiên nhiên của miền sông núi này. Những con chữ đã nở hoa trên giấy và tạo thành tùy bút sông Đà. Bông hoa đẹp nhất được mang tên Người lái đò sông Đà. Niềm vui của nhà văn chân chính là được làm người dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp. Và ngay từ những trang văn đầu tiên, Nguyễn Tuân đã dẫn chúng ta đến với hình ảnh sông Đà với vẻ đẹp hung bạo. Nguồn gốc hung bạo của sông Đà được Nguyễn Tuân công phu khảo cứu lịch sử, địa lý, văn hóa, từ đó đem đến cho người đọc tầm tri thức sâu rộng. Sông Đà bắt nguồn từ Vân Nam, đi qua một vùng núi ác, đến nửa đường, tới biên giới Việt Trung, xin nhập quốc tịch Việt Nam. Tính từ biên giới Việt Trung đến ngã ba Trung Hà, sông Đà dài 500 km, lượn rồng rắn qua nhiều núi non hiểm trở, qua miền Tây Bắc Việt Nam. Sông Đà xưa có tên là Ly Tiên. Những chi tiết này cho thấy Nguyễn Tuân tựa như một người cha đẻ đang làm khai sinh cho đứa con tinh thần của mình. Có thể nói, ông đã khai sinh ra dòng sông Đà một lần nữa, một dòng sông độc đáo cho văn chương Việt Nam. Từ khi sinh ra, sông Đà đã làm mình làm mẩy với người dân Tây Bắc, trở thành kẻ thù số một của con người nơi đây. Cái hung bạo của sông Đà không chỉ ở những con thác, mà còn ở quang cảnh hùng vĩ với vẻ huyền bí, hoang sơ của dòng sông chảy giữa điệp trùng núi rừng Tây Bắc. Như một nhà quay phim lão luyện, vừa cho người xem thấy bao quát khung cảnh sông Đà, thỉnh thoảng tác giả lại dừng lại, cho khán giả những pha cận cảnh thật tiêu biểu về sự hung dữ của dòng sông này. Nhà văn Thạch Lan nói rằng, công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, để cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức. Có lẽ khi mới nhìn vào sông Đà, người ta sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi bởi sự hung bạo của nó. Thế nhưng với tài năng và cái nhìn của một nhà văn tài hoa, Nguyễn Tuân lại thấy chính sự hung bạo đó là vẻ đẹp riêng biệt và độc đáo của con sông. Ông dẫn người đọc cuốn theo cảm giác vừa sợ hãi tột cùng, vừa như đam mê, thích thú. Bằng sức tưởng tượng phong phú của mình, lối hành văn nhạy bén, đầy cá tính,
Sông Đà hung bạo hiện lên trong lòng người đọc với niềm đam mê hãi hùng và thích thú vô cùng. Cái hung bạo được nhà văn miêu tả mở đầu bằng cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai, con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Nghệ thuật ẩn dụ những khối đá bờ sông được Nguyễn Tuân ví như những thành trì kiên cố, vững chãi và đầy rẫy sự nguy hiểm. Đó là những cảnh thật hiếm thấy, như cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Chỉ khi nào đến giữa trưa, mặt trời rọi đúng đỉnh đầu, chỗ ấy mới có nắng. Cách so sánh trên tạo được ấn tượng khá đậm nét về vách đá dựng đứng với độ cao hun hút khôn cùng. Có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu, vì thế dòng chảy của con sông bị thu lại rất hẹp, hẹp đến mức đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách, hẹp đến mức quãng con nai, con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ấn tượng về độ cao của vách đá bờ sông và dòng chảy nhỏ hẹp càng được tô đậm qua một chi tiết tiêu biểu và liên tưởng đến bất ngờ. Thiên nhiên hoang sơ với đời sống hiện đại của con người. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào từ cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Nhà văn chẳng những sử dụng thị giác mà còn kết hợp sử dụng cả các giác quan khác với những so sánh thật mới mẻ và táo bạo. Vách thành dựng đứng gợi lên sự hiểm trở, hùng vĩ. Lòng sông hẹp lại gián tiếp gợi sức chảy ghê gớm, dữ dằn của thác lũ. Những câu văn miêu tả so sánh đầy liên tưởng, táo bạo mà không kém phần tinh tế của Nguyễn Tuân làm cho sông Đà đẹp ở vẻ hùng vĩ, hoang dại và nguy hiểm. Nhà văn gợi nên một dòng sông nhỏ hẹp, lưu tốc dòng chảy lớn với những vách đá cao vút, vững chãi, giờ đây đang trở nên nguy hiểm vô cùng. Cứ thử tưởng tượng con thuyền nào mà kẹt vào cái khe ấy thì tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ chờ sóng nước và đá đập cho tan xác mà thôi. Sông Đà ở thượng nguồn dữ dội, bạo liệt hơn khi được so sánh với sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Sông Đà ở thượng nguồn chỉ đẹp, hung bạo trong vẻ hùng vĩ. Trong khi đó, sông Hương ở thượng nguồn vừa hung bạo, cuộn xoáy như những cơn lốc, vừa là bản trường ca của rừng già, lại có vẻ đẹp của cô gái di gan man dại, phóng khoáng. Điểm này ta thấy rõ hơn phong cách cũng như cá tính của nhà văn Nguyễn Tuân. Ông luôn hướng tới những vẻ đẹp kỳ vĩ, đã cầm bút là viết cho ra. Với một nhà văn tài hoa, uyên bác, kiến thức sâu rộng như Nguyễn Tuân, bấy nhiêu thôi chưa đủ để ta cảm nhận hết những gì mà ông viết về sông Đà trong lúc tính khí thất thường và đang làm mình làm mẩy. Bởi vậy, ông tiếp tục đưa chúng ta vào hành trình khám phá con sông này với vẻ đẹp hung bạo ở cái dữ dằn của nước, đá, sóng, gió. Hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió, buồn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua quãng ấy. Thủ pháp nghệ thuật tăng tiến, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, như mô phỏng hình ảnh những con sóng dữ cuồn cuộn chồm lên nhau theo chiều ngang,
vút lên cao theo chiều dọc, rồi đổ ập xuống, cuồn cuộn, ghê rợn trên mặt gành. Một câu văn như bị chặt đứt ra thành nhiều khúc ngắn gọn, diễn đạt bằng điệp từ, điệp cấu trúc và tăng tiến, tạo nhịp điệu khẩn trương, dồn dập, gấp gáp như sự chuyển động của gió to và sóng lớn. Sóng, gió, đá như phối hợp với nhau một cách chặt chẽ để tăng thêm sức mạnh uy hiếp, đe dọa con người. Sông Đà hiện lên như một kẻ bất chấp hết, có thể lấy đi tính mạng của những ai vô tình đi qua đây. Lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua quãng ấy. Gành sông như sôi lên, cuộn chảy dữ dằn, tạo nên một mối đe dọa thực sự đối với bất kỳ người lái đò nào. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Động từ xô được ngăn cách bởi nhiều dấu phẩy, tạo nên sự trùng điệp, làm cho dòng sông đã hung bạo lại càng dữ tợn hơn. Bielinski từng nói, nội dung và hình thức gắn bó như tâm hồn với thể xác. Sự gắn bó này là kết quả sáng tạo, chứa đựng tài năng và tâm huyết của nhà văn. Và những tác phẩm văn học có giá trị lớn thì càng chứng tỏ sự thống nhất cao độ giữa nội dung và hình thức. Nhà văn Nga Leonov khẳng định, tác phẩm nghệ thuật đích thực bao giờ cũng là một phát minh về hình thức và là một khám phá về nội dung. Với một nhà văn luôn hướng tới sự hoàn mỹ như Nguyễn Tuân, chắc hẳn mỗi tác phẩm của ông đều phải luôn trọn vẹn trong nội dung và cả hình thức. Người lái đò sông Đà không ngoại lệ. Bên cạnh nội dung hấp dẫn thì đó là đặc sắc về nghệ thuật. Tùy Bút đã sử dụng những kiến thức liên ngành, đa dạng từ lịch sử, địa lý, võ thuật, điện ảnh, hội họa, điêu khắc. Nghệ thuật nhân hóa, so sánh của nhà văn rất táo bạo. Mỗi so sánh trong tác phẩm thực sự là một phát hiện sắc sảo, độc đáo về sông Đà. Ngôn ngữ phong phú, tinh tế, chính xác. Câu văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu. Đó chính là cách tác giả in đậm hình ảnh sông Đà trong tâm trí người đọc. Như thế, chỉ với hai đoạn văn, ta thấy Nguyễn Tuân là người luôn hướng đến cái phi thường, gây cảm giác mạnh. Đằng sau hình tượng con sông Đà lắm thác, nhiều gành, vô cùng hung bạo, là một nhà văn ham cảm giác lạ. Điều này liên quan đến thú thích xê dịch của ông. Để thỏa mãn thú ham mới lạ, Nguyễn Tuân không chịu nổi cái bình thường, nhạt nhẽo, mà ông hướng đến phải là đèo cao, vực sâu. Nguyễn Tuân quan niệm, văn chương trước hết phải là văn chương, nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật, và đã là nghệ thuật thì phải có phong cách độc đáo. Với Tùy Bút người lái đò sông Đà, ngòi bút Nguyễn Tuân như nở hoa trong sự phối hòa kỳ diệu giữa vẻ đẹp của ngôn từ với cái đẹp tuyệt mỹ của hình ảnh, mang đến cho người đọc một hình dung mới mẻ, độc đáo trong chất vàng của thiên nhiên, đồng thời là chất vàng mười đã qua thử lửa nơi tâm hồn con người Tây Bắc. Trong Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân đã thể hiện cái tôi tài hoa qua những rung động say mê của nhà văn trước vẻ đẹp hùng vĩ và mỹ lệ của thiên nhiên đất nước. Ở sự phát hiện và ngợi ca phẩm chất tài hoa nghệ sĩ của con người lao động, ở những trang văn đẹp như thơ, như nhạc, như họa, nhà văn đã phát hiện và miêu tả sông Đà như một sinh thể sống với tính cách hung bạo và trữ tình, để từ đó tấu lên một khúc tráng ca về con sông dũng mãnh trên chốn thượng nguồn, đồng thời ngân nga những thanh âm dịu dàng, trong trẻo, êm ái chốn hạ lưu. Từ đó, nhà văn đã tạc dựng hình ảnh người lái đò trong cuộc vượt thác gành đầy kịch tính và cũng thật ngoạn mục. Nguyễn Tuân tỏ ra hứng thú đặc biệt trong việc khám phá, thể hiện chất vàng mười đã qua thử lửa trong tâm hồn con người Tây Bắc. Tất cả đã cho ta thấy ở Nguyễn Tuân một cái tôi tài hoa,
tinh tế. Với Người lái đỏ sông Đà, ta biết thêm một Nguyễn Tuân uyên bác, tài hoa, độc đáo. Cả cảnh thì biến hóa, trong bốn mùa, trong mọi thời gian và không gian, đa thanh, đa phức điệu, lúc nói về thác gành. Bao liên tưởng đầy thi vị, với bao cảm giác mạnh, đầy màu sắc, và góc cạnh với một kho chữ nghĩa giàu có. Văn của Nguyễn Tuân đúng là những giọt mật của con ong yêu hoa, cẩn mẫn và sáng tạo, đem thơm thảo cho đời. Câu văn xuôi tài hoa, lúc thì vang vọng âm ba của thác gành, lúc thì mang dư vị của hương nguồn hoa núi. Đọc Người lái đỏ sông Đà, ta yêu thêm con người Việt Nam dũng cảm, cần cù, tài hoa. Ta tự hào về núi sông Tổ quốc, nguy nga, tráng lệ. Đề bài: phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút Người lái đỏ sông Đà của Nguyễn Tuân. Bài viết: bằng phong cách nghệ thuật độc đáo, uyên bác, tài hoa, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú, bộn bề, nhằm tìm cho ra những chữ sắc đáng nhất, có khả năng lay động lòng người đọc nhiều nhất, Nguyễn Tuân đã sáng tác được rất nhiều tác phẩm có giá trị lớn, trong đó có Sông Đà, một thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà tác giả thu hoạch được trong chuyến đi tới vùng Tây Bắc Tổ quốc xa xôi. Ông đã tìm được cái chất vàng của thiên nhiên, cùng thứ vàng 10 đã qua thử lửa, được thể hiện trong thiên tùy bút Người lái đỏ sông Đà. Mà con sông Đà với sự hung bạo, trữ tình, thơ mộng đã được tác giả miêu tả thật tài hoa. Sông Đà bắt nguồn từ huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đi qua một vùng núi ác, đến gần nửa đường xin nhập quốc tịch Việt Nam. Sông có tổng cộng 73 con thác dữ, có tổng chiều dài là 983 km. Qua cái nhìn của Nguyễn Tuân, con sông Đà trở nên có tính cách phong phú, phức tạp, như một cố nhân lắm bệnh, nhiều chứng, chốc dịu dàng rồi chốc lại bản tính gắt gỏng. Sông Đà hung bạo, lắm thác nhiều gành, đường lên mừng lễ bao xa, 107 cái thác, 103 cái gành. Và cái hung bạo ấy còn được thể hiện qua dòng chảy ngỗ ngược của nó. Chúng thủy giai đông tẩu, đả giang độc bắc lưu, một dòng chảy riêng, không khuôn mình vào lẽ thường. Vẻ nguy hiểm của sông không chỉ được thể hiện qua thác gành, mà nó còn là cảnh đá bờ sông, dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành, chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai, con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào, trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Bằng nghệ thuật so sánh độc đáo, Nguyễn Tuân đã cho thấy sự nguy hiểm của dòng sông. Một nơi hẹp như thế mà lưu tốc dòng nước vốn nhanh, bây giờ lại trở nên xiết vô cùng. Cứ thử tưởng tượng con thuyền nào mà kẹt vào cái khe ấy thì tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ chờ sóng nước phá đá đập cho tan xác mà thôi. Cũng như quãng mặt gành hát lóng dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua quãng ấy. Bằng kết cấu trùng điệp, tác giả đã làm rõ sự nguy hiểm của con sông hung dữ, sẵn sàng lấy đi tính mạng bất cứ tay lái nào khinh suất. Những cái hút nước ở quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La lại ghê rợn hơn nữa. Nước ở đây thở
và kêu như cửa cống cái bị sọc. Trên cái mặt hút xoáy tít đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy. Thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt quãng sông, y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Trèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng sâu. Những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống, thuyền chồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông, đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỉnh sông dưới. Thật là những cái bẫy ghê sợ, chết người. Tiếng thác réo nghe càng ghê rợn hơn, như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Tiếng thác giống như tiếng 1.000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa, đương phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu, ra cháy bùng bùng. Bằng nghệ thuật so sánh, nhân hóa tài ba cùng những liên tưởng rất đắt, Nguyễn Tuân đã cho thấy một cảnh tượng thác nước hùng vĩ, nguy hiểm vô cùng. Lần đầu tiên trong thơ văn có người lại dùng lửa để tả nước. Hai nguyên tố có sức hủy diệt rất lớn lại luôn tương khắc với nhau. Có nước thì không có lửa, ngược lại, có lửa thì không có nước. Vậy mà Nguyễn Tuân đã làm được điều đó. Ông quả là một nghệ sĩ bậc thầy. Phối hợp với sóng nước, tiếng thác ầm ầm là sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Mặt hòn nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm, méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này. Sông Đà đã giao việc cho mỗi hòn để chúng phối hợp lại thành ba chủng vi nguy hiểm. Chủng vi thứ nhất, sông Đà bày ra 5 cửa trận, có 4 cửa tử, 1 cửa sinh. Cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Hàng tiền vệ có 2 hòn canh 1 cửa đá, trông như là sơ hở. Thực chất, chúng đóng vai trò dụ chiếc thuyền vào tuyến giữa. Ở chủng vi thứ nhất này, sóng nước đóng vai trò chính là để tiêu diệt chiếc thuyền. Vừa vào trận địa, chúng tấn công chiếc thuyền tới tấp. Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo, võ khí trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng, vào sát nách mà đá trái, mà thúc gối, vào bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả thuyền lên. Nước bám lấy thuyền như đồ vật túm thắt lưng ông đò, đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời, thanh la, bão nạt. Sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất. Cả cái luồng nước vô sở bất trí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò. Vượt qua chủng vây thứ nhất, ông lái đò phải đương đầu với chủng vây thứ hai, tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lửa con thuyền vào. Và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Dòng thác hùng beo, hồng hộc, tế mạnh trên sông đá, đánh khuyết, quật vô hồi chiếc thuyền. Tại trận chiến đánh giáp lá cà này, chúng quyết sinh, quyết tử với ông lái đò. Khi chiếc thuyền đã vượt qua, bọn sóng nước cửa tử vẫn không ngớt khiêu khích. Mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng. Đúng là bọn đá sóng nước hiểm độc. Đến chủng vi thứ ba, ít cửa tử hơn, bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Tại đây những bong ke chìm và pháo đài đá nổi ở đầu chân thác phải đánh tan cái thuyền, làm ta liên tưởng đến một trận đấu bóng quyết liệt. Chiếc thuyền như một cầu thủ phải phóng thẳng, chọc thủng cửa giữa
cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, và như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên được, vừa tự động lái được, lượn được, tiến về phía khung thành, và cuối cùng đã hết thác. Trận bóng thắng lợi về phe người lái đò với tay lái ra hoa. Qua đó, ta thấy sông Đà như một loài thủy quái, hung hăng, bạo ngược, biết bày thạch trận, hỏng tiêu diệt thuyền bè trên sông nước của nó. Một thứ thiên nhiên Tây Bắc với diện mạo và tâm địa một thứ kẻ thù số một. Con sông mà hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Chẳng thế mà sông Đà được gắn với câu đồng giao thần thoại sơn tinh, thủy tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Sông Đà đâu chỉ lắm thác, nhiều gành, đầy hiểm nguy cho người lái đò, mà còn đậm nét thơ mộng, trữ tình. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc, ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2, và cuồn cuộn mù khói, núi mèo đốt nương xuân. Một cách so sánh thật tài hoa, phong tình. Nước sông Đà còn thay đổi theo mùa, trong đó đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh, màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ, như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Con sông Đà gợi cảm với vẻ đẹp của nắng tháng ba đường thi. Yên hoa tam nguyệt há dương châu, làm cho người đi rừng dài ngày vui như thấy nắng giòn tan sau kỷ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Sông Đà còn có những quãng, những không gian, những cảnh sắc đầy thơ mộng. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ, hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Có những cảnh hoang vu, hoang sơ đến kỳ lạ. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Cảnh sông Đà còn là những nương ngô nhú lên, những lá ngô non đầu mùa, những cỏ xanh đồi núi đang ra những nõn búp, một đàn hươu cúi đầu ngốn cỏ xanh đẫm sương đêm. Trong lúc đang thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và tuyệt đẹp như thế, nhà văn bỗng cảm thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Muốn được đánh thức bởi sự hiện diện của con người. Thiên nhiên tuy đẹp nhưng hoang sơ, tịnh không một bóng người. Một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa mà không có ai chăm sóc. Mà dường như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng vắng lặng như thế mà thôi. Thật buồn tẻ. Từ quá khứ, nhà văn trở về với hiện tại và hướng tới tương lai đẹp đẽ. Đất đai ở đây sẽ có con người khai phá, đường xá sẽ được mở, những ngôi làng, thị trấn sẽ được mọc lên, khắp nơi đều đầy ắp tiếng cười nói của mọi người. Rõ ràng, cảnh vật nếu không có con người thì vẫn chỉ là hoang sơ, tẻ nhạt. Đang mộng mơ bên cảnh sông Đà, Nguyễn Tuân có mối giao cảm kỳ lạ với loài vật. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi ánh cỏ sương, chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đò. Hươu vảnh tai nhìn tôi không chớp mắt, mà như hỏi tôi bằng cái tiếng nói của con vật lành. Hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương?
Ở đây dường như là con vật hỏi người, hay chính là người đang say trong cảnh mộng mà tự hỏi mình. Cảnh sông Đà thơ mộng là thế. Có những khoảng lặng kỳ diệu khiến con người ta rơi vào cảm giác thần tiên. Để rồi tiếng đập nước của đàn cá rầm xanh quẫy vọt lên mặt sông, bụng trắng như bạc rơi thoi, đuổi mất đàn hươu vụt biến, đánh thức người đang mộng. Nguyễn Tuân đã dùng cái động để tả thật tài tình cái tĩnh lặng, kỳ diệu. Trở về với thực tại, lênh đênh trên dòng nước xanh ngọc đẹp đẽ, phẳng lặng, nhà thơ có sự đồng điệu trong cảm xúc về sông Đà như tảng đá khi trước. Dải sông Đà bọt nước lênh bênh, bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Con sông Đà như một sinh vật có linh hồn, dòng nước trôi lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn, như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Con sông trở nên hiền hòa và thơ mộng. Nó trôi những con đò mình nở chạy buồm vải. Nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên. Bằng tình yêu thiên nhiên đất nước kết hợp với ngôn từ độc đáo, tài hoa, Nguyễn Tuân đã tái hiện lên một khung cảnh Tây Bắc thật hùng vĩ mà cũng thật trữ tình, làm ta thêm tự hào về núi sông tổ quốc nguy nga, tráng lệ. Sông Đà quả là một quà tặng vô giá của thiên nhiên, là một công trình nghệ thuật tuyệt vời của bậc thầy tùy bút Nguyễn Tuân. Đề bài: trong tùy bút Người lái đò sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả sông Đà bằng nhiều giác quan khác nhau. Có lúc sông Đà hiện lên qua ấn tượng của thính giác. Tiếng thác nước nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó giống lên như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn rừng vầu trên nứa nổ lửa, đương phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu, da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi, ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Nhưng cũng có khi sông Đà được miêu tả bằng ấn tượng của thị giác. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét sông trải ra trên đại dương đá, lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói, núi mèo đốt nương xuân. Cảm nhận về hình tượng sông Đà qua những đoạn miêu tả trên, từ đó làm nổi bật tính chất độc đáo của dòng sông dưới ngòi bút tài hoa của nhà văn Nguyễn Tuân. Bài viết: dòng sông có lẽ đã trở thành bến đỗ cho tâm hồn của nhiều nhà thơ. Hoàng Cầm hát về sông Đuống, nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ. Văn Cao hát về sông Lô với một điệu hồn hùng tráng, mãnh liệt. Hoàng Phủ Ngọc Tường lại viết về sông Hương với một điệu hồn êm dịu. Một nhà văn độc đáo như Nguyễn Tuân cũng hát, hát về sông Đà bằng tất cả sự hiểu biết và tâm tư. Hình tượng con sông Đà vừa hung bạo vừa trữ tình, với những nét tính cách khác nhau, được Nguyễn Tuân tái hiện bằng một thế giới ngôn từ vô cùng sống động trong Người lái đò sông Đà. Ở đó, hình ảnh con sông Đà hiện lên qua ấn tượng thính giác với âm thanh của thác nước cuồng nộ, và đoạn sông Đà miêu tả bằng ấn tượng của thị giác với dòng chảy mềm mại, thướt tha. Nhà văn Paustovsky từng quan niệm: niềm vui của nhà văn chân chính là niềm vui
của người dẫn đường tới xứ sở của cái đẹp. Nguyễn Tuân là một nhà văn như thế, một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp. Nếu Xuân Diệu xem tình yêu là tôn giáo, thì Nguyễn Tuân lại xem cái đẹp như tôn giáo của mình. Hầu hết các sáng tác của Nguyễn Tuân là hành trình đi tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người. Bằng phong cách tài hoa, uyên bác, không quản khó nhọc để khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú, nhằm tìm ra những chữ sắc đáng nhất, có khả năng lay động lòng người đọc nhiều nhất, Nguyễn Tuân đã sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có tập tùy bút Sông Đà. Sông Đà là thành tựu nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ tới miền Tây Bắc rộng lớn, hoang vu nhưng ẩn chứa nhiều vẻ đẹp hoang dại, kỳ bí của thiên nhiên. Ông đã tìm thấy trong sương khói Tây Bắc ẩn hiện lên chất vàng của thiên nhiên nơi đây, và thứ vàng mười đã qua thử lửa của tâm hồn con người Tây Bắc. Vẻ đẹp ấy hội tụ và tỏa sáng trong Người Lái Đỏ Sông Đà, tác phẩm được viết và in trong tập Sông Đà năm 1960. Trong tùy bút Người Lái Đỏ Sông Đà, Nguyễn Tuân đã sáng tạo hình tượng con sông Đà không phải là một thiên nhiên vô tri, vô giác, mà là một sinh thể sống động. Không chỉ là một thế giới sống, mà còn là một thế giới biết nói. Hình tượng con sông Đà hiện lên với hai nét tính cách nổi bật, hung bạo và trữ tình, được Nguyễn Tuân nói đến với tất cả tình yêu quê hương, sông núi đất nước mình. Nếu ví Người Lái Đỏ Sông Đà của Nguyễn Tuân là một tảng băng trôi, thì ba phần nổi chính là dáng vẻ con sông như một kẻ thù số một, hung tợn, sẵn sàng nuốt chửng người lái đò trên dòng sông, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai đi ngang qua những quãng sông đầy cạm bẫy. Ở bảy phần chìm, Nguyễn Tuân đã thể hiện sự hung bạo của con sông như một thứ lửa thử thách lòng người, thử thách ý chí, sự thông minh của con người. Tính chất hung bạo của sông Đà có lẽ không chỉ nằm ở cảnh đá bờ sông dựng vách thành, những quãng gành hát lóng, những cái hút nước. Có lẽ hùng vĩ nhất, hung bạo nhất là thác sông Đà. Tác giả đã cảm nhận bằng trực quan thính giác, bắt chọn thứ âm thanh của thiên nhiên nơi đây. Tiếng thác nước nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó giống lên như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn rừng vầu che nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi, ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Với tài năng của một bậc thầy ngôn từ, Nguyễn Tuân đã bày ra trước mắt chúng ta một bữa tiệc ngôn từ độc đáo, thú vị và đầy hấp dẫn. Với vốn kiến thức phong phú và tinh tế, Nguyễn Tuân đã nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên với những nét chạm khắc mới lạ và tinh tế. Nguyễn Tuân đã không chỉ miêu tả sự hung bạo, dữ gằn của sóng nước Đà Giang qua cảm nhận của thính giác. Ông còn miêu tả trạng thái của sông Đà với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, thái độ, tâm trạng của con người. Tiếng nước thác nghe như là oán trách, van xin, khiêu khích, giọng gằn và chế nhạo. Đủ mọi sắc thái của nước được nhân hóa lên như một sinh thể thực thụ, có suy nghĩ, có linh hồn, đang giận dữ, gào thét. Dòng Đà Giang trở thành một dòng tâm hồn. Tiếng nước kia trở thành tiếng nói, hay chính là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con sông. Con sông cũng mang một tâm hồn đa cảm, nhưng vẫn đầy thách thức như kẻ thù số một của con người. Những từ ngữ gợi tả âm thanh theo một cung bậc tăng dần cả về sắc thái cảm xúc lẫn âm lượng, để vừa miêu tả sự sống động, hung bạo của dòng sông, vừa gợi tả khoảng cách ngắn dần
giữa người quan sát với thác sông Đà. Mặt khác, đây cũng là cách để tác giả gây cho người đọc sự tò mò, hứng thú, đẩy tần số cảm giác lên cao. Đặc sắc nhất trong âm thanh tiếng thác có lẽ không dừng lại ở âm điệu tạo nên cái hãi hùng, hồi hộp, mà nó còn đến từ những câu văn đẩy ắp những hình ảnh dữ dội. Hàng ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu, da cháy bùng bùng. Nhà văn đã thể hiện tài hoa trong việc liên tưởng và cộng hưởng âm thanh, đặt những hình ảnh tương phản trong một liên tưởng đầy bất ngờ và thú vị. Lấy lửa tả nước, lấy rừng tả sông. Qua so sánh tiếng thác, sông Đà được hiện lên như những âm thanh man dại, bản năng của loài động vật hung dữ đang cuồng loạn tìm lối thoát thân. Nguyễn Tuân đã miêu tả một cảnh tượng hết sức hùng vĩ, lôi cuốn nhưng nguy hiểm vô cùng. Lần đầu tiên ta bắt gặp trong thơ văn có người dùng sức lửa để diễn tả sức nước. Hai nguyên tố có sức hủy diệt lớn lại tương khắc với nhau, giờ đây lại đặt trong một tương quan. Điều đó có lẽ chỉ có thể bắt gặp trong văn học của một bậc kỳ tài ngôn ngữ. Và khi vượt qua thác, con người say sưa cảm nhận thiên nhiên với bọt tung trắng xóa cả một chân trời đá. Có thể nói dòng sông Đà biến mình thành một sinh thể dữ dằn, gào thét trong âm thanh cuồng nộ, ghê sợ, để trấn áp con người, thử thách sự kiên định, tay lái ra hoa của những người lái đò khi đi qua những quãng sông này. Để rồi, khi đọc những dòng hoa này, ta tưởng như Nguyễn Tuân đã để thơ lên núi rừng Tây Bắc. Lên sóng nước sông Đà, đan ghép thành một áng văn xuôi, tràn trề cảm xúc, tràn trề sinh lực về thiên nhiên, sông nước. Liêu Nốp từng nhận định, một tác phẩm phải là một phát minh về hình thức, một khám phá về nội dung. Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của con sông, ở một góc độ khác, Nguyễn Tuân đã phát hiện ra chất trữ tình, thơ mộng của dòng chảy. Sông Đà tạo nên chất men say cho cuộc sống của con người Tây Bắc. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, Nguyễn Tuân đã có những phát hiện mới mẻ, độc đáo, thi vị, vô cùng yên ả của con sông này. Qua bao thác gành, sông Đà trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn bao giờ hết. Đó là sông Đà được miêu tả bằng ấn tượng của thị giác. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước, tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét sông trải ra trên đại dương đá, lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói, núi mèo đốt nương xuân. Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà qua ống kính của Nguyễn Tuân được hiện lên với nhiều góc độ khác nhau. Từ trên tàu bay nhìn xuống, Tây Bắc như người thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, mà sông Đà chính là áng tóc mềm mượt của người thiếu nữ đang khao khát thanh xuân này. Nguyễn Tuân đã nhìn thấy dòng chảy uốn lượn của sông Đà, tựa như một áng tóc trữ tình, buông dài, vắt ngang qua núi rừng hùng vĩ. Nhà văn đã dùng một câu văn dài hơi, hạn chế ngắt quãng để gợi tả độ dài của sông Đà và mái tóc của người thiếu nữ, đồng thời sử dụng từ ngữ gợi tả cái dòng chảy êm đềm mang cái linh hồn của Tây Bắc. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, cuồn cuộn mùi khói mèo đốt nương xuân. Điệp ngữ tuôn dài cùng nhịp văn mềm mại tạo nên vẻ uyển chuyển, thướt tha của dòng sông. Phép so sánh dòng sông như một áng tóc trữ tình là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Phép so sánh để chất thơ
chất họa. Chẳng những phô ra được vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng, kiêu sa, kiểu diễm của sông Đà, mà còn bộc lộ chất trữ tình, lãng mạn của người nghệ sĩ. Dòng Đà Giang giờ đây tựa như một nàng thiếu nữ xuân sắc, đang buông hở mái tóc làm duyên, làm dáng, giữa mùa hoa ban, hoa gạo, dưới vẻ đẹp bồng bềnh của mây khói. Thần sắc của thiên nhiên nơi đây được Nguyễn Tuân miêu tả với vẻ đẹp rất riêng, rất lạ và rất thơ. Khói núi mèo mà người đồng bào đốt nương mỗi khi Tết đến cũng khiến người ta nao lòng đến lạ. Tây Bắc muôn đời vẫn đẹp, sông Đà hung bạo đến đâu cũng có lúc kiểu diễm như cô gái trẻ, bùng cháy sức xuân trong khoảnh khắc thanh xuân. Bao nhiêu vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình, quyến rũ của đất trời đã ùa về, thức dậy trong những câu văn của Nguyễn Tuân, người thợ kim hoàn của chữ. Nội dung của một tác phẩm nghệ thuật chở ít nhiều mặc sức, nhưng nếu không có những bơi trèo nghệ thuật thì con thuyền nội dung sẽ đứng im, bất động. Để miêu tả vẻ đẹp của dòng sông, Nguyễn Tuân đã khéo léo lẩy ngòi bút trên trang giấy, kết hợp và sử dụng đa dạng nhiều thủ pháp nghệ thuật độc đáo. Điều đó không chỉ bắt nguồn từ phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân, mà tạo nên từ vốn tri thức phong phú, hiểu biết về nhiều lĩnh vực của nhà văn. Ông đã dành nhiều công sức và tâm huyết để miêu tả và làm hiện lên những vẻ đẹp khác nhau của thiên nhiên, núi rừng Tây Bắc. Bên cạnh đó, nhà văn đã vận dụng tối đa các giác quan để miêu tả sông Đà một cách chân thực và hoàn mỹ nhất. Với cách sử dụng ngôn từ linh hoạt, kho từ vựng phong phú, nhân hóa mới mẻ, độc đáo, cùng những liên tưởng thú vị, nhà văn cũng đã thể hiện sự điêu luyện, tài hoa của mình, để từ đó giúp cho người đọc thêm yêu mến, đắm say những trang viết của mình. Nhà văn Turgenev từng khẳng định, cái quan trọng trong một tài năng văn học, tôi nghĩ là tiếng nói của riêng mình, không thể tìm trong cổ họng của bất cứ người nào khác. Bởi lẽ, phong cách là người. Nguyễn Tuân là nhà văn có một phong cách độc đáo. Sự độc đáo ấy có lẽ xuất phát từ con người của ông, diễn tả bằng một chữ ngông. Cái ngông ấy không cho phép ông viết về những thứ cũ kỹ rồi xào nấu chúng lại. Nguyễn Tuân luôn tìm kiếm cái đẹp, ẩn sâu, khuất lấp, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Những tư tưởng mới mẻ kết hợp với một vốn kiến thức sâu rộng và uyên bác, Nguyễn Tuân đã dựng cho mình một thế đứng vững chắc, ngạo nghễ trên thi đàn văn học Việt Nam. Những trang văn của ông thấm đượm linh hồn quê hương, sự giàu có của tiếng Việt, và ở đó chất chứa một trái tim, bầu máu nóng, luôn yêu quý, trân trọng quê hương, xứ sở. Nếu không có một tình yêu đất nước tha thiết, ông không thể cảm nhận hết vẻ đẹp tinh tế trước thiên nhiên sông Đà, để rồi làm nên những áng văn chương bất tử, sống mãi trong lòng người đọc hôm nay và mai sau. Đọc những dòng về Đà Giang của Nguyễn Tuân gợi ta nhớ đến dòng sông trữ tình, diễm lệ mà in bóng trong những trang văn, trang thơ. Đó là sông Hương duyên dáng như cô gái di gan, phóng khoáng và man dại trong Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Là con sông duyên dáng như mái tóc huyền dưới chân núi Dục Thúy trong thơ của Nguyễn Trãi. Bằng ngòi bút độc đáo của mình, Nguyễn Tuân đã lượm nhặt những hạt đời rơi vãi để viết nên trang. Thiên nhiên Tây Bắc trở thành những trang thơ, tờ hoa là vì thế. Đề bài: phân tích về người lái đò trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Bài viết: nổi lên như một vì sao tinh tú trên thi đàn văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tuân được biết đến là một trong những cây bút có sức sáng tạo dồi dào bậc nhất, với những thành tựu xuất sắc ở cả hai giai đoạn, cả trước
và sau cách mạng. Ông là một nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, có cá tính độc đáo. Một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, viết về cái đẹp và say trong cái đẹp. Nguyễn Tuân thường khám phá thế giới ở phương diện văn hóa thẩm mỹ, thường miêu tả con người trong vẻ đẹp tài hoa của người nghệ sĩ. Ông sáng tác nhiều thể loại, nhưng đặc biệt thành công ở thể tùy bút. Tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Tuân ở thể loại này là tùy bút Người lái đò sông Đà. Tác phẩm viết về dòng sông thiên nhiên nhằm mục đích tô đậm vẻ đẹp con người lao động sông nước. Với hình tượng ông lái đò, nhà văn nhìn nhận không chỉ là người lao động trí dũng tuyệt vời mà còn là một nghệ sĩ thực thụ trong công việc lao động sông nước của mình, trong nghệ thuật vượt thác, leo gành. Nguyễn Tuân đến với nghệ thuật đề cao sự tìm tòi và sáng tạo, bởi nhà văn là người sáng tạo lại thế giới trong những trang văn của mình. Nguyễn Tuân rất sợ mình của ngày hôm nay giống với mình của ngày hôm qua. Ông sợ nhất là sự trùng lặp tầm thường trong văn chương. Chính vì thế, ông đã lấy chủ nghĩa xê dịch làm đề tài cho tác phẩm, làm mục đích sống cho cuộc đời của mình. Sống là để đi, để tìm hiểu những điều mới lạ. Trước cách mạng, một mình với chiếc vali, Nguyễn Tuân đã bôn ba trên nhiều miền quê, nhưng với tâm trạng của kẻ thiếu quê hương, bất mãn với cuộc đời. Đó cũng là tâm trạng chung của thời đại. Sau cách mạng, ông cũng xuôi ngược nhiều nơi, nhưng với tinh thần của người yêu quê hương, xứ sở, muốn góp phần vào công cuộc xây dựng tổ quốc. Những năm 1960 là giai đoạn miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Và tâm hồn Tây Bắc chính là một trong những miền đất mà có biết bao nhà văn, nhà thơ đã hướng ngòi bút của mình để thực hiện quá trình lột xác văn học. Nguyễn Tuân cũng không ngoại lệ. Chính nhà văn đã từng nói: ông đến Tây Bắc là để đi tìm cái thứ vàng mười của màu sắc sông núi, và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa, tươi vui và bền vững. Với tình yêu quê hương sâu nặng và bầu nhiệt huyết sôi nổi ấy, Nguyễn Tuân đã sử dụng uyển chuyển, tinh vi vốn ngôn ngữ phong phú của mình để viết nên những trang văn nở hoa về con người và thiên nhiên miền sông núi này. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tuân đặt tên cho đứa con tinh thần của mình là Người lái đò sông Đà, trong khi lại đi dựng nên một bức tranh hùng vĩ về dòng chảy sông Đà. Như vậy, nhân vật trung tâm phải là hình tượng người lái đò. Nhà văn miêu tả cái hùng vĩ của dòng sông thực chất là để tôn vinh vẻ đẹp con người, một khúc hùng ca của núi rừng Tây Bắc. Bước vào cái tuổi 70, đầu tóc bạc trắng, nhưng thân hình ông vẫn đẹp như một pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch, cùng cặp mắt tinh anh, nhãn lực nhìn xa vời vợi. Cánh tay lêu nghêu như cái xào, chân lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh như đang kẹp lấy một cuống lái. Ngoại hình ông lái đò hiện lên đã in đậm dấu ấn của người lao động trên miền sông nước. Trên ngực nổi lên một số củ nâu thương tích mà Nguyễn Tuân ngưỡng mộ, gọi là thứ huân chương lao động siêu hạng. Sau hơn 10 năm trèo đò xuôi ngược sông Đà với hàng trăm chuyến, ông đã có tay lái ra hoa, phá từng chủng vi thạch trận, giao phong sinh tử với lũ đá nơi ải nước, đã nắm vững từng con thác, cái gành, nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người lái đò lại nắm vững từng con thác, cái gành, nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá. Mà cuộc sống của họ là cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên để giành lấy sự sống từ tay nó về tay mình. Nhà văn Nguyễn Tuân đi sâu vào miêu tả người lái đò trong cảnh vượt thác. Ông lái đò khéo léo, tinh tế trong từng động tác đưa thuyền qua mỗi chủng vi thạch trận trên chiến trường sông nước.
mỗi chủng vi vượt qua, lại một nét tính cách khác nhau hiện lên. Trước tiên, ở người lái đò là cả một sự từng trải. Phải là người thực sự say mê công việc, yêu mến thiên nhiên Tây Bắc, thì mới có thể gắn bó với dòng sông suốt cả một đời người. Ông lái đò hiểu sâu sắc về thạch trận sông Đà. Ông nhớ tỉ mỉ như đóng đinh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Sông Đà đối với ông như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cái chấm than, chấm câu và những đoạn xuống dòng. Chính vì vậy, ông đã nắm chắc được binh pháp của thần sông, thần đá. Ông thuộc quy luật phục kích của lũ đá. Cảnh vượt thác được coi là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Ở đó là vẻ đẹp tài hoa, mưu trí, sự thông minh, linh hoạt của người lái đò. Chất tài hoa nghệ sĩ ấy được thể hiện trong bản lĩnh chiến đấu và tinh thần dũng cảm phi thường. Ông xung trận với khí thế nghênh chiến. Thạch trận vừa bày xong thì cái thuyền vụt tới. Chủng vi thứ nhất, sông Đà mai phục 4 cửa tử, một cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Đá kết hợp với nước, gieo hò, cổ vũ nhằm đánh đòn tâm lý. Những hòn đá oai phong, lẫm liệt, đứng hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền, có giỏi thì tiến gần vào. Nguy hiểm như vậy nhưng ông lái đò vẫn rất bình tĩnh. Hai tay giữ mái chèo, khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa, phóng thẳng vào mình. Sóng nước thì như thể quân liều mạng, xông vào sát nách, đá trái mà thúc gối vào bụng và hông thuyền. Có lúc đội cả thuyền lên, túm thắt lưng ông đò, đòi lật ngửa thuyền ra giữa trận. Nguyễn Tuân miêu tả hình ảnh ông lái đò, điều khiển chiếc thuyền, cứ như nghệ sĩ đang kéo đàn violon. Mặc dù bị đánh đến miếng đòn nguy hiểm nhất, bóp lấy hạ bộ, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm, đánh vào chỗ hiểm đau điếng, nhưng hai chân ông vẫn kẹp lấy cuống lái và mặt méo bệch đi vì đau đớn. Nhưng ông vẫn sắc lạnh, tỉnh táo đưa con thuyền thoát khỏi nguy hiểm. Nhà văn không viết là méo sệch mà dùng từ là méo bệch. Phải chăng cái đau đớn, tàn bạo của dòng nước, nó làm cho bợt bạt cả sắc mặt người, chứ không chỉ đơn thuần là đau. Sang chủng vây thứ hai, vô cùng hiểm trở. Sông Đà bố trí nhiều cửa tử hơn để đánh lừa con thuyền. Duy nhất một cửa sinh lệch sang phía hữu ngạn sông. Bọn tướng đá đứng khiêu khích ngay giữa cửa vào, dựng đứng thành cửa ải. Ông lái đò không một phút nghỉ tay, bắt đầu cuộc tấn công bằng cách kỳ cương lái, miết một đường chéo về phía cửa đá. 4-5 bọn thủy quân liền xô ra, định níu con thuyền, lôi vào tập đoàn cửa tử. Nhưng bọn tướng đá ông vẫn nhớ mặt. Đứa thì ông tránh, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi để mở đường phóng nhanh vào cửa sinh. Không hiểu làm sao mà Nguyễn Tuân có thể nghĩ từ để miêu tả cái vẻ mặt thất bại thảm hại của bọn tướng đá bằng cái mặt tiêu nghỉu, xanh lè thất vọng. Thật ngạc nhiên và thú vị. Còn chúng vây thứ ba ít cửa tử hơn. Tuy nhiên bên trái, bên phải đều là luồng chết. Cửa sinh ở phía sau bị đá bao quanh. Sông đảo huy động đá hậu vệ tạo thành ba cửa. Cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Đá xếp thành cổng, cánh mở, cánh khép, hòng bắt chết chiếc thuyền ở cửa trận cuối cùng. Bằng tất cả kinh nghiệm bao năm ở vùng sông nước này, ông lái đò mưu trí, phóng thẳng con thuyền, chọc thủng chủng vây rồi vút qua cổng đá. Chiếc thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước. Thế là hết thác. Thạch trận sông Đà nguy hiểm lạ vậy, dữ tợn là vậy, nhưng ông lái đò bằng mưu trí của mình vẫn vượt qua
một cách đầy quả cảm. Qua đó, phải chăng nhà văn muốn chúng ta nghiền ngẫm một triết lý? Giữa cái thế giới độc dữ và nham hiểm, cái thế giới đầy sức mạnh man dại và lập lờ cạm bẫy, con người vẫn đủ khả năng để tìm thấy luồng sinh. Người lái đò là một người lao động vô danh, làm lụng âm thầm, giản dị. Nhờ lao động mà chinh phục được dòng sông dữ, nhờ ý chí kiên cường, bền bỉ, quyết tâm mà chiến thắng sức mạnh của thiên nhiên. Đó chính là yếu tố làm nên chất vàng mười của nhân dân Tây Bắc. Nổi bật nhất, độc đáo nhất ở người lái đò sông Đà là phong thái của một người nghệ sĩ tài hoa. Khái niệm tài hoa, nghệ sĩ trong các sáng tác của Nguyễn Tuân có nghĩa rộng. Không cứ là những người làm thơ, viết văn, mà cả những người làm nghề chẳng mấy liên quan tới nghệ thuật cũng được coi là nghệ sĩ, nếu việc làm của họ đạt đến trình độ tinh vi và siêu phàm. Vẻ đẹp tài hoa của người lái đò được Nguyễn Tuân khám phá và ngợi ca dưới sự kết hợp của những biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, gợi nên cảm giác mạnh, dữ dội và hồi hộp cho người đọc. Cảnh vượt thác chính là bài ca chiến trận hào hùng, một bức tranh hoành tráng về dũng sĩ vượt thác. Tất cả được tạo nên bởi cái tài, cái tâm, trí tuệ uyên bác cùng vốn hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như thể thao, điện ảnh, quân sự của bậc thầy ngôn ngữ Nguyễn Tuân. Viết về người lái đò sông Đà trên vùng sông núi của Tổ quốc, Nguyễn Tuân đã thể hiện nguồn cảm xúc tha thiết đối với người lao động và thiên nhiên đất nước. Sông Đà càng đẹp, càng sinh động bao nhiêu, thì hình ảnh ông lái đò càng anh dũng, ngoan cường bấy nhiêu. Từ đó, ta lại càng thấy được tấm lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn. Có lẽ, đối với người dân vùng sông nước Tây Bắc, thì hình ảnh ông lái đò thật bình dị. Từ công việc đến hình dáng, cách ăn nói, nhưng đó lại là người hùng trong mắt Nguyễn Tuân và trong những trang văn của ông. Nhà văn đã phát hiện ra chất nghệ sĩ tài hoa, dám đương đầu với sóng to, gió lớn, hăng hái lao động, quên mình vì công việc chèo chống con thuyền trên sông. Cuộc sống quanh ta luôn vận động với vòng quay của đất trời, nhưng suy cho cùng, ngày lại qua ngày, mây vẫn bay và gió vẫn thổi. Nhưng chính Nguyễn Tuân đã mang đến cho ta một thế giới mới, tinh khôi và kỳ diệu. Song, ông cũng là một nhà văn góp phần sáng tạo lại thế giới. Văn chương của ông đã mang đến cho chúng ta một chân trời huyền bí, riêng biệt, hấp dẫn và độc đáo. Đó là chân trời của cái đẹp, của sự tài hoa và uyên bác. Và tùy bút người lái đò sông Đà đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa đó. Tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái ít hầu. Đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai, con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phục đèn điện. Lại như quãng mặt gành hát lóng dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Lại như quãng Tà Mừng Vát phía dưới Sơn La,
Trên sông bỗng có những cái hút nước, giống như cái giếng bê tông, thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cái cửa cống cái bị sập. Trên mặt cái hút xoáy tít đáy, cũng đang lừ lừ những cánh quạ đàn. Không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy. Thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt qua sông, y như là ô tô sang số, ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Trèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng sâu. Những cái giếng sâu, nước ạc ạc lên như vừa rót dầu sôi vào. Nhiều bè gỗ rừng đi nghênh ngang, vô ý là những cái giếng hút ấy nó lôi tụt xuống. Có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống. Thuyền chống ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông. Đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỉnh sông dưới. Tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả, đã dũng cảm dám ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành, rồi cho cả thuyền, cả mình, cả máy quay xuống đáy cái hút sông Đà. Từ đáy cái hút nhìn ngược lên, vách thành hút, mặt sông chênh nhau tới một cột nước cao đến vài sải. Thế rồi thu ảnh, cái thuyền xoay tít, những thước phim mỏng cũng quay tít, cái máy liên ngược, công tơ rơ plonger lên một cái mặt giếng, mặt thành giếng xây toàn bằng nước sông, xanh ve một áng thủy tinh khối đúc dày. Khối pha lê xanh như sắp vỡ tan, ụp cả vào máy, cả người quay phim, cả người đang xem. Cái phim ảnh thu được trong lòng giếng xoáy tít đáy, truyền cảm lại cho người xem phim ký sự. Thấy mình đang lấy gân, ngồi giữa chặt ghế như ghì lấy mép, một chiếc lá rừng bị vứt vào, một cái cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn. Cuộc sống của người lái đò sông Đà quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên, một thứ thiên nhiên Tây Bắc. Có nhiều lúc trông nó thành ra diện mạo và tâm địa một thứ kẻ thù số một. Nhìn cái thiên nhiên ấy, có những lúc thấy nó không thơ đời đường nhàn hạ, mà thấy nó chính là một cuộc đấu tranh với thiên nhiên để giành sự sống từ tay nó về tay mình. Tôi xin ghi ở đoạn này cái hình ảnh chiến đấu gian lao của người lái đò trên chiến trường sông Đà, trên một quãng thủy chiến ở mặt trận sông Đà. Còn xa lắm mới đến cái thác dưới, nhưng đã nghe tiếng nước réo gần mãi, lại réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gần mà chế nhạo. Thế rồi nó giống lên như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu, da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi, ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm, méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này. Mặt sông rung rít lên như chiếc tuyết biên thủy điện nơi đáy hầm đập. Mặt sông trắng xóa càng lập bật rõ lên những hòn, những tảng mới trông tưởng như nó đứng, nó ngồi, nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to, đá bé. Nhưng hình như sông Đà đã giao việc cho mỗi hòn, mới thấy rằng đây là nó bày thạch trận trên sông. Đám tảng, đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông, đòi ăn chết cái thuyền. Một cái thuyền đơn độc không còn biết lùi đi đâu để tránh một cuộc giáp lá cà, có đá dàn trận địa sẵn. Hàng tiền vệ có hai hòn canh một cửa đá, trông như là sơ hở, nhưng chính hai đứa giữ vai trò dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa. Vào tận tuyến giữa rồi nước sóng luồng mới đánh cuột khuyết, cuột vu hồi lại. Nếu lọt vào đây rồi
mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến 2, thì nhiệm vụ của những bong ke chìm và pháo đài đá nổi ở tuyến 3 phải đánh tan cái thuyền lọt lưới đá tuyến trên. Phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng, thủy thủ ngay ở chân thác. Thạch trận giàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới, phối hợp với đá, nước thác gieo hò, làm thanh viện cho đá. Những hòn đá bệ vệ, oai phong lẫm liệt. Một hòn ấy, trông nghiêng thì y như là đang hất hàm, hỏi cái thuyền phải xưng hô tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền, có giỏi thì tiến gần vào. Ông đò hai tay giữ mái chèo, khỏi bị hất lên, khỏi sóng trận địa, phóng thẳng vào mình. Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo, võ khí trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái, mà thúc gối vào bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả thuyền lên. Nước bám lấy thuyền như đô vật túm lấy thắt lưng ông đò, đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời, thanh la, não bạt. Sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất. Cả cái luồng nước vô sở bất trí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò. Mặt sông trong tích tắc loà sáng lên như một cửa bể đom đóm rừng, ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng. Nhưng ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp lấy cuống lái, mặt méo bệch đi như cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước, của thác đá. Nhưng trên cái thuyền sáu bơi trèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo của người cầm lái. Vậy là phá xong cái chủng vi thạch trận vòng thứ nhất, không một phút nghỉ tay, nghỉ mắt, phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật. Ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Vòng đầu vừa rồi, nó mở ra 5 cửa trận, có 4 cửa tử, 1 cửa sinh. Cửa sinh nằm lập lờ ở phía tả ngạn sông. Vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Cưỡi lên thác sông Đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ. Dòng thác hùng beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá, nắm chặt lấy cái được cái bờm. Đúng luồng rồi, ông đò nghỉ cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. 4-5 bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra định níu thuyền, lôi vào tập đoàn cửa tử. Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi trèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lè, thất vọng thua cái thuyền, đã đánh chúng vào cửa sinh nó chấn lấy. Còn một chủng vây thứ ba nữa, ít cửa hơn, bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó, thuyền vút qua cổng đá, cánh mở, cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre, xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên, vừa tự động lái được, lượn được. Thế là hết thác. Dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ, sông nước lại thanh bình. Đêm ấy, nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam, và toàn bàn tán về cá anh vũ, cá rầm xanh, về những cái hầm cá, hang cá mùa khô, nổ những tiếng to như mìn bộc phá, rồi cá túa ra, đầy tràn ruộng. Cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua, nơi cửa ải nước, đủ tướng giữ quân tợn vừa rồi. Cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với sông Đà dữ dội,
ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái thác, nên nó cũng không có gì là hồi hộp, đáng nhớ. Họ nghĩ thế lúc ngừng trèo. Trên sông Đà, thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở quãng này, quãng khác, có lẽ để chỉnh lý về bản đồ đất nước, tổ quốc. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyện hoặc phim ký sự màu về sông Đà, nếu muốn phản ánh lên cái dữ tợn và cái lớn của sông Đà, của thác sông Đà, cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay. Cho bay là trên thác, mà dí máy xuống, mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác. Trên thác hiên ngang, một người lái đò sông Đà có tự do, vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần, và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn, một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước, tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét sông tãi ra trên đại dương, đá lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói, núi mèo đút nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà. Mùa xuân xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ, như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đẻ ngửa con sông ta ra, đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu, rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Con sông Đà gợi cảm. Đối với mỗi người, sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. Chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng, mải bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ ra sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch, chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một mỏng nắng tháng 3, đường thi. Yên hoa tam nguyệt há dương châu, bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỷ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông Đà. Đúng thế, nó đầm đầm, ấm ấm như gặp lại cố nhân. Mặc dầu người cố nhân ấy mình biết là lắm bệnh, lắm chứng, chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bằng tính và ngất gỏng thác lũ ngay đấy. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh tên sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tịnh không một bóng người. Cỏ xanh đồi núi đan ra những nõn búp, một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ xanh đẫm sương đêm. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thế thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên
đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu khỏi áng cỏ xương, chăm chăm nhìn tôi, lừ lừ trôi trên một mũi đò. Hươu vểnh tai nhìn tôi không trước mắt, mà như hỏi tôi rằng, bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành: hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi xương? Đàn cá rầm xanh quẫy vọt lên mặt sông, bụng trắng như bạc thơi rơi thoi. Tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt biến. Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà, bọt nước lênh bênh. Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc, và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi, và con sông đang trôi những con đò mình nở. Chạy buồm vải, nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên.